nó dùng mình. Nhưng mà đúng ra là em với anh phải đứng xa nhau chút. Tại sao ạ? Tại vì nếu đứng gần là ngày mai sẽ có nhiều tin báo là Mỹ Tâm sắp lấy phan anh. Phải đứng xa đâu. Nếu mà Mỹ Tâm muốn tiếp tay cho các anh chị phóng viên như vậy thì để cho ba anh quỳ xuống anh cầu hôn. Còn nói chung là đối với Mỹ Tâm bây giờ là tất cả mọi động tĩnh là phải suy nghĩ lại. À, tại vì anh biết tin đồn là em sắp lấy chồng rồi đúng không? Vâng, nhưng mà... Mà khổ cái là thà như nó đồn sâu sâu chút đi. Tự nhiên cấp sắp tới Valentine mà đồn vậy làm sao mà người khác cũng tặng hoa cho Tâm được. Đúng không? Thành ra ngày hôm nay là... không có bông. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn á là khán giả biết nó là tin đồn. Cho nên hôm nay Tâm nhận rất là nhiều hoa. Nhưng mà nãy giờ hôm qua đó quý vị, Tâm nhận được đặt hoa của một anh. Tâm rất là xúc động đúng không? Mà tôi nghĩ là hôm nay không biết là có anh nào tặng hoa cho mình không. Suy nghĩ anh nào tặng hoa mình yêu liền luôn á. Ấy vậy mà cái em bé là tặng hoa trước. Không, tại vì em bé sao được. Nếu mà không có nhiều người quá ở đây thì là tay định xông lên để cầm bóng cho anh lại nữa. Cảm ơn anh Phan Anh rất là nhiều. Hôm nay tôi phải nói rằng là Tâm đã có một mùa Valentine, mùa lễ tình nhân thật là mùa Noel dễ thương. Bởi vì Tâm cảm nhận được tình cảm sâu sắc của khán giả dành cho mình, nhất là khán giả tại thủ đô Hà Nội. Đợt này Tâm ra diễn ở đây cũng nhiều lắm. Và Tâm cảm thấy là tình cảm mỗi lúc nhiều hơn. Giá như mà Tâm có thể ở đây lâu hơn một chút nữa thì không biết quý vị nào có thể cho Tâm ở nhờ một con. Nếu mà Mỹ Tâm thật thà, có chân thành của ý đó thì Phan nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể có một cuộc đấu giá rất là khốc liệt trong hôm nay đấy. Anh đang đấu giá. Không, tại vì là mọi người mong muốn là khi mà Mỹ Tâm, thực ra là người Hà Nội chúng tôi rất là hiếu khách. Khi mà Mỹ Tâm mà có ý như vậy thì khách sẽ rất là nhiều người có sự chân thành muốn mời Mỹ Tâm đến ghé. Và nhà Phan Anh. Dạ vâng, nhưng mà thay ý là còn nhiều người dưới kia mong muốn hơn và ta để nhường cho những người hâm mộ Mỹ Tâm trước. Thế vậy thì trước mắt mà trước khi việc tính đến chuyện rằng là mình sẽ ở đây lâu hơn á thì bây giờ tôi sẽ khấu lâu hơn được không? Dạ vâng, ý là ta đi vào đúng không ạ? Không có, ý Tâm nói là Tâm có thể hát lâu hơn bình thường so với vâng. Là... Quý vị có mong muốn Mỹ Tâm hát nhiều hơn không ạ? Vâng, bây giờ mình sẽ mời Mỹ Tâm cùng quý vị ạ. Cảm ơn em anh rất là nhiều.